Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian, thanh toán tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền. Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vàng cần nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28 tháng 12, 2023 về việc tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại luật phòng chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023 ngày 28 tháng 4, 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền. Quyết định số 11/2023 ngày 27 tháng 4, 2023, Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và thông tư số 09/2023 ngày 28 tháng 7, 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhà điều hành nhắc nhở các ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý và công ty trung gian thanh toán tăng cường nhận biết khách hàng, gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng theo quy định về phòng chống rửa tiền. Việc này nhằm nhận diện mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng. Đồng thời, các đơn vị này phải báo cáo các giao dịch giá trị lớn cũng như các khoản chuyển tiền điện tử giá trị lớn từ 400 triệu đồng tới Cục Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định có hiệu lực từ đầu tháng 12/2023, các giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quy định này có từ năm 2005 theo Nghị định 74 về phòng chống rửa tiền, áp dụng với giao dịch tiền mặt trong ngày do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện giá trị từ 200 triệu hoặc gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng. Sau đó tới 2013, mức giao dịch tối thiểu được nâng lên thành 300 triệu đồng phải báo cáo. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng và trung gian thanh toán nếu phát hiện bất thường khi nhận diện khách hàng và giao dịch, phải báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước và kịp thời cung cấp tài liệu liên quan, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về phòng chống rửa tiền. Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại công điện số 1426 ban hành ngày 27 tháng 12 về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu, thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, chỉ đạo của Thủ tướng tới Ngân hàng Nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô. Việc này, Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 1/2024. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Thủ tướng cũng lưu ý việc xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức, cá nhân gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu, hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai minh bạch theo quy định pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước là đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình thị trường vàng trong nước và công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng, bao gồm cả các nội dung về sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng thương hiệu SJC, vàng trang sức và xác định cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế bất cập tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm.
từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý trong thời gian tới, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, đúng quy định, đúng thẩm quyền, ổn định thị trường vàng, ngoại hối, tiền tệ, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Người đứng đầu chính phủ giao các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật, phối hợp với ngân hàng nhà nước khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công tác để kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, minh bạch, an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương được Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý thị trường vàng. Cùng đó, kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cấp thẩm quyền, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Những tháng cuối năm 2023 ghi nhận sự tăng tốc đáng kinh ngạc của giá vàng tại thị trường Việt Nam. Từ cuối ngày 19 tháng 12, giá vàng đã liên tục gây bất ngờ khi xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Với đỉnh cao nhất mọi thời đại là 80,3 triệu đồng một lượng, thiết lập ngày 26 tháng 12. Đáng nói là khi giá vàng thế giới tăng thì giá trong nước lập tức tăng theo. Nhưng khi giá thế giới giảm hoặc đứng im thì giá vàng SJC vẫn không ngừng nhảy múa. Điều này khiến giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng một lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán cũng rất cao, có thời điểm lên tới 1,8 triệu đồng một lượng. Sự lấp lánh của vàng thời gian gần đây được phản chiếu qua các thành tích sau. Tăng cả triệu đồng trong vài giờ, liên tiếp đập đỉnh, thậm chí so từ đầu năm còn sinh lãi cao hơn gửi tiết kiệm. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Từ cuối tuần trước, khi kim loại quý thế giới ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, phần đông chuyên gia và nhà đầu tư trong cuộc bình chọn trên Kitco News đều cho rằng vàng sẽ có tuần tăng giá thứ ba và neo trên mốc 2.000 USD trên ounce. Vàng sau đó thực sự đã duy trì trên mức 2.000 USD trên ounce cho đến hôm nay, kéo theo đà tăng của vàng trong nước, thậm chí vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn khi đã phá đỉnh lịch sử. Vàng miếng SJC xác lập mức đỉnh 74,6 triệu đồng trên lượng ở chiều bán, trong khi đó vàng nhẫn cũng lên cao nhất mọi thời đại với 62,4 triệu đồng trên lượng. So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng hơn 10%, còn vàng nhẫn tăng tới 14% mức sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động chính trị xã hội. Vì vậy, giới phân tích cho rằng khi nền kinh tế đối mặt với việc đô la Mỹ suy yếu, xung đột Israel-Hamas còn leo thang và tình hình vĩ mô thiếu chắc chắn, việc giá liên tục tăng không phải là điều ngạc nhiên. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.